Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắc vừa thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Như Hùng, 28 tuổi, trú tại xã Echun, huyện Crong Bông, tỉnh Đắk Lắc, về tội giết người. Trước đó, Cơ quan Điều tra cũng đã bắt giam 3 đối tượng đến nhà chém Nguyễn Như Hùng là Trần Trung Tuyền, 28 tuổi, Hồ Tam Trung, 27 tuổi và Trần Trung Thành, 29 tuổi, cùng chú tại xã Hòa Sơn, huyện Rông Bông, cũng về tội giết người. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 8 tháng 2 năm 2022, Truyền đến nhà Hùng ăn nhậu và giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Lúc này Hùng đã đấm liên tiếp vào mặt Tuyền, được mọi người can ngăn nên Tuyền ra về. Tuy nhiên, sau đó Tuyền đã điện thoại cho Trung và anh trai mình là Thành quay lại đánh Hùng để trả thù. Sau khi đến nhà Hùng thì cả hai bên cầm hung khí lao vào đánh chém lẫn nhau. Hậu quả, Hùng bị chém thương tích 18%, còn Tuyền bị chém thương tích 25% và tất cả bốn đối tượng của hai bên đều bị bắt về tội giết người.